Rồi, mình chào các bạn nha. Hôm nay thì mình mời các bạn xem tiếp với mình những chiếc mà cải tiến bánh xích chạy như ngựa đây các bạn. Xe mình này anh chạy những cái màn biểu diễn như thế nào. Nhà góc này. Góc này khá là cao luôn. Khói xanh dần luôn. Ấn chưa, đổ qua tới mé luôn. Đấy, dính nè. Lật tối rồi. Trời trời trời. Trời trời trời, dây xuống đi. Anh thằng. Dây xuống đường này luôn trời. Quá trêu rồi. Thì chạy quá dữ rồi. Tốc độ 100 cây chuối cho giờ. Quá chạy rồi. Đó. Đó, như xe tăng vậy. Này, có ngay chiếc đi vô. Vô tiếp tục. Nhớ coi anh tài xế này có giữ như anh tài xế kia không nha. Cái này anh lên phía dưới anh ở phía dưới anh lên trên này nữa. Thôi mình lên trước để cản đường anh. Ấy da. Này thì cả anh lên dốc. Cái một trời xuống luôn trời.
Nhẹp nhẹp à. Trời ơi, hàng này không có. Mấy anh này giờ này mấy anh dí mình rồi các bạn. Nãy giờ mình quay đứng đây cả buổi rồi, anh không sổ nè. Rồi sổ rồi. Chạy, gặp mình quay phim chạy. Chạy. Thì rớt đất luôn. Cái đội chỉ có hai chiếc nữa thôi, hai anh tài xế à. Mà anh này anh chạy dữ quá dữ. Mùi khét ngạt luôn.